À, chào Phạm Nhua. À, chào bạn Linh Trần. Alo, mọi người có nghe mình nói rõ không ạ? Nó nghe nói rõ cho mình biết nói rõ. À, chào bạn Phạm Nhua. Mình đợi mọi người vô đông đông các bạn ha. Thôi chào bạn Hoàng Oai, Đình Oai. À, chào em Phương Trần. Chào anh Tuấn. Cuối năm mình cần công việc làm ăn tất bật bận rộn mà rất cảm ơn anh chị em cũng dành thời gian để theo dõi trực tiếp của mình. Mình nói luôn hay là đợi anh chị em vào rồi mình nói các bạn? Ok, Phạm Nhua. Ồ, chào bạn Đồng Hương. Mình vô vấn đề luôn hề, có gì rồi mọi người vô sau thì có thể xem lại sau. Qua cái video vừa rồi là Đăng đã nói lên cái quan niệm của Đăng là không hòa giải hòa hợp dân tộc của cộng sản, không chấp nhận cộng sản hòa giải hòa hợp dân tộc, thì Đăng có nhận rất 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 nhiều tin nhắn gửi cho Đăng. Có đặt một câu hỏi với Đăng rằng oan oan tương báo biết bao giờ mới hết? Tại sao ta không dẹp bỏ hận thù để bắt tay với người cộng sản xây dựng quê hương đất nước? Vâng, xin thưa các bạn. Hôm nay mình lên đây là mình sẽ không trả lời câu hỏi của các bạn là oan oan tương báo biết bao giờ mới hết. Tại sao mình không trả lời câu hỏi này? Vì mình có cái suy nghĩ riêng của mình, bạn có suy nghĩ riêng của bạn. Và khi bạn cảm nghĩ rằng oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, thì tôi hỏi bạn lại một câu rằng làm thế nào để oan oan tương báo chấm dứt? Và bạn hãy nhìn cái hiện trạng đất nước mình bây giờ thật sự nó như thế nào? Nhìn về lịch sử và nhìn về hiện tại, bạn phải tự đi tìm câu trả lời cho chính riêng bạn, chứ không phải tôi đi tìm câu trả lời cho bạn nữa. Hôm nay tôi lên đây là muốn nói về cái chất độc của cộng sản nó gieo vào cái ý thức của người trẻ Việt Nam hiện nay. Cái độc chất đó sau năm 75 nó đã thấm nhuần vào máu của các thế hệ của người dân Việt Nam cũng nói chung và người miền Nam nói riêng. Cái chất độc đó nó làm cho cái lớp trẻ của chúng ta bây giờ ù lì. Tôi dùng hai từ gọi là ù lì trong cuộc sống. Không có một cái ý thức nào về đất nước. Chỉ biết sống và hưởng thụ, ăn chơi, nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè. Tôi đặt một câu hỏi ở đây với các bạn và anh chị em rằng với 90 triệu dân số Việt Nam,
hỏi có được bao nhiêu phần trăm đang đấu tranh cho dân chủ? Thưa, nó chỉ có 0,1 trên 1% là đã và đang đấu tranh cho dân chủ mà thôi. Còn lại toàn bộ đều làm ngơ với nó. Làm ngơ đã đành trốn tránh nó, không muốn liên quan tới nó. Thật sự không muốn liên quan tới nó. Vậy thì từ đâu mà cái ý thức của người trẻ bây giờ nhu nhược đến như vậy? Các bạn đấu tranh nhưng bắt các bạn quên mất một điều rằng cái ý thức trẻ của Việt Nam mới là nòng cốt xây dựng đất nước ngày hôm nay và tương lai. Khi chúng ta không vực dậy được cái ý thức trẻ thì chúng ta không làm được gì nên cơm nên cháo hết. Vậy thì từ nguyên nhân tại sao mà ý thức trẻ của người dân Việt Nam bây giờ nó mất đi cái gọi là sức mạnh, cái gọi là kiên trung gan lì để đấu tranh cho Tổ quốc? Đó là nó bị ảnh hưởng của cái đất, cái chất độc của cộng sản. Nó nhồi nhét vào trong thế hệ trẻ từ lớp mầm non cho tới lớn lên đại học. Và cái mà làm tôi buồn nhất và tôi đau lòng nhất đó chính là những người lớn trong gia đình, cha và mẹ, ông và bà phó mặc con cái mình cho cộng sản, tha hồ nhồi nhét tư tưởng như thế nào, dạy bảo như thế nào, đó là cộng sản nó làm hết. Đơn giản như sự thật về Hồ Chí Minh, có người cha người mẹ nào dám nói thật cho con cái mình biết về Hồ Chí Minh hay không? Hay làm ngơ mặc cho con cái mình từ cái lớp mầm non cho tới sinh viên đại học vào trong trường lớp, cô thầy dạy như thế nào thì nghe như vậy. Có dạy cho con cái mình biết, có nói cho con cái mình hay về thực trạng đất nước ngày hôm nay như thế nào không? Hay là có gia đình con cái đứng lên có một chút gì đó đấu tranh, một chút gì đó khắc khoải non sông thì cấm đoán, la mắng, nhiếc nhóm, nhấp con mình. Mày muốn yên thân hay là mày muốn đi ở tù? Vâng, cái đó là cũng là những cái trăn trở. Không phải đơn thuần mà những người cha người mẹ la con cái mình, ngăn chặn con cái mình, không cho con cái mình đấu đấu tranh. Ta quay ngược về cái dòng lịch sử một tí. Đó là sau năm 75. Khi mà tất cả quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bị bắt hết. Và chiến trường Campuchia. Thì Cộng sản có dựng lên một cái nhóm gọi là nhóm tự do dân chủ giả chống Cộng sản và kêu gọi những thành phần chống cộng, kêu gọi những thành phần chống cộng nổi loạn, nổi dậy để chống phá cái gọi là nhà nước Việt Nam. Và Cộng sản đã ra tay hốt trọn ổ những tàn dư, tôi dùng hai từ những tàn dư còn sót lại ngoài những người đã đi vượt biên và đi theo chế độ đạo luật của Mỹ, những tàn dư còn sót lại bắt hết. Và khi thả ra thì vô tình cái nhuệ khí ở trong con người nó mất đi và không còn tin tưởng rằng sẽ có một ai có khả năng đứng lên lật đổ được cộng sản. Và cho tới bây giờ cũng vậy, cái ý thức đó nó đã in sâu vào người dân của Việt Nam mình, nhất là miền Nam nói chung. Họ rất sợ đụng chạm tới cộng sản. Khi nói tới cộng sản, họ cố tình tránh né đi. Tránh né đi, họ không dám đối mặt với thực tại, nhất là không dám nói sự thật. Vậy thì khi ta không nói
dám nói sự thật thì đừng ở đó kêu can than vãn rằng ta đang sống trong một cái đất nước thế này thế nọ thế kia. Ở đây tôi xin đặt một câu hỏi với anh chị em rằng anh chị em có hiểu thật có thật sự hiểu được cái ý nghĩa của hai từ tự do hay không? Tự do là gì? Nó có đơn thuần là ta tự do đi lại, tự do ăn uống, tự do làm việc, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Ok, nó cũng là một cái tự do. Nhưng để hiểu sâu và rộng về tự do thì tôi nghĩ rằng ở đây tôi nên hỏi các bạn để các bạn cho tôi một câu trả lời. Người Việt Nam mình có thật sự khao khát tự do hay không? Thưa, câu trả lời có lẽ là không. Tự do là phải ươm mầm từ tấm bé, dạy cho con mình nó biết tự do ra sao. Chúng ta đa số là phó mặc cho con cái mình, cho nhà trường muốn dạy sao thì dạy, bỏ mặc cho cộng sản muốn nhồi nhét như thế nào nhồi nhét, từ tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào. Các bạn có hiểu được rằng tự do ở đây là mình sống và khao khát được làm một con người có quyền nói lên những cái gì đúng, những cái gì sai, nhưng các bạn đã vô tình dạy cho con em mình từ trong nhà mình, từ trong gia đình mình một cái tính nhu nhược, đó là các bạn không tập cho con mình cách nhận thức về thực trạng đất nước như thế nào, xã hội như thế nào, lịch sử như thế nào. Xin đặt câu hỏi với các bạn rằng nếu ý thức trẻ của Việt Nam không thức tỉnh, vẫn cứ u mê trong tăm tối, vẫn cứ ù lì, ai làm gì mặc ai, thì Việt Nam bao giờ mới tìm thấy được tự do? Các bạn đấu tranh, cứ nói chuyện với nhau, cứ đấu tranh với nhau. Tôi ăn nhậu, tôi cứ ăn nhậu. Tôi xin thưa rằng 10 năm, 20 năm nữa Việt Nam cũng không tìm thấy tự do. Tại vì ý thức trẻ của Việt Nam không hiểu được tự do là gì và không khao khát được tự do. Họ đã bị cộng sản nhồi sọ và quan niệm rằng sống như vậy là quá tự do rồi. Ta thích thì ta đi làm, ta thích thì ta đi chơi, thích thì ăn nhậu. Khi các bạn đấu tranh cho dân chủ, cả các hội nhóm, cả cái gọi là chính phủ Việt Nam, chính phủ Cộng hòa, chính phủ Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân cũng vậy, cho tới cả đảng Cộng hòa của Anh Quang cũng vậy, cho tới tất cả các hội nhóm. Anh chị em có khắc khoải rằng cái ý thức trẻ của Việt Nam mới là nòng cốt để xây dựng một đất nước sau này tốt đẹp hay không? Đó là câu hỏi tôi đặt riêng cho các bạn và các hội nhóm. Còn nếu các bạn đấu tranh mà để đấu đá lẫn nhau, nhóm này đấu đá nhóm kia, thì các bạn chỉ đang đấu tranh vì quyền lực của đảng phái mà thôi. Mà các bạn quên đi rằng dân mới là nòng cốt. Mà nòng cốt trong dân chính là ý thức trẻ bây giờ. Chúng ta thường nói với truyền tai nhau rằng nhờ có Facebook, nhờ có mạng xã hội mà
bao nhiêu cái xấu, bao nhiêu cái ác của Cộng sản được phanh phui và được nhiều người biết tới. Ok, rất nhiều người biết tới. Nhưng các bạn thử thống kê thôi, coi con số biết tới nó là bao nhiêu phần trăm. Tôi hỏi thử các bạn, tôi đặt câu hỏi với các bạn thôi. 100 người vào Facebook, được mấy người thật sự chống cộng? Một trăm người vào Facebook, xác suất lắm chỉ có một người chống cộng, còn 99 còn lại là vào đó để lang thang trên các trang mạng chat sexy, hay là nói tùm lum tùm la, đăng ba cái dòng tâm sự mà tôi đọc nhiều khi tôi thấy mắc cười. Còn nói về chính trị, hình như họ cố tình tránh né, không muốn tìm hiểu và không muốn đọc nó, không muốn tìm hiểu và không muốn đọc tới nó. Vậy thì Facebook nó đang giúp ta trong cái gọi là tuyên truyền, khơi dậy sự khát khao nguyện vọng về quê hương đất nước, thì vô tình Facebook nó cũng hại ngược lại chúng ta. Vậy thì câu hỏi dành cho anh em rằng ta phải làm như thế nào để mỗi người trẻ, mỗi người chúng ta khi vào Facebook, người ta không phải lang thang ở những trang web đen nói chuyện phiếm với nhau, mà dùng Facebook để nói lên sự thật, khát khao cho chính nghĩa. Các bạn có bao giờ trăn trở tới điều này hay không? Rồi câu hỏi kế tiếp, nếu các bạn đang và đấu tranh dân chủ thật sự, các bạn phải làm, sẽ làm thế nào khi Cộng sản phá Facebook của các bạn, xâm nhập Facebook của các bạn? Ở đây tôi nói, nếu những ai vào Facebook mà không liên quan tới đất nước, không có khát khao quê hương, thì tôi xin miễn bàn ở đây. Trước mắt tôi xin nhấn mạnh rằng các bạn đang đấu tranh, và các bạn đấu tranh như thế nào, các bạn chọn giải pháp đấu tranh như thế nào cho Việt Nam. Khi các bạn vào Facebook, tôi chưa nói về thực tế hiện tại, khi các bạn vào Facebook, các bạn không xác định được con đường các bạn đấu tranh như thế nào, thì các bạn sẽ dễ bị chao đảo, dễ bị chao đảo ba phải, không có một cái lý tưởng nào hết, ai nói gì nghe đó, rất dễ bị lợi dụng mà chẳng hay. Tôi dùng hai từ, tôi dùng cái cụm từ rất dễ bị lợi dụng mà chẳng hay. Vì ở đây tôi chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất, Việt Giang. Phần thứ hai, đấu tranh. Và phần thứ ba là chọn sự im lặng. Họ vẫn đấu tranh nhưng họ im lặng, họ quan sát. Và trong ba phần này, phần thứ hai nói về những thành phần đấu tranh là những thành phần, tôi dùng hai cụm từ nguy hiểm nhất. Tại sao tôi dùng hai cụm từ nguy hiểm? Vì cái thành phần đấu tranh là thành phần dễ bị trà trộn nhất, dễ bị trà trộn vào nhất. Và khi trà trộn vào, chúng sẽ có những chiêu thức đánh phá những người đang đấu tranh dân chủ, khiêu khích chúng ta. Các bạn thấy đó, khi đấu tranh
ta phải có một cái đường lối nhất định, ta phải xác định được mình đang đấu tranh như thế nào, đừng để bị chao đảo bởi những thành phần đấu tranh bạo động. Ở đây tôi dùng hai từ bạo động là đây là những thành phần trà trộn vào, họ kích động chúng ta. Các bạn dùng một cái cụm từ rằng là cho đảng đảng trưởng đảng Việt Nam là chậm lú. Ok, ông ta phát biểu những câu rất lú lẫn, nhưng các bạn có biết rằng nó lú thì chú nó khôn, chứ không phải đơn thuần nó lú như vậy. Khi các bạn đấu tranh ở trên này, các bạn phải thật sự tỉnh táo, đừng để ai dắt mũi các bạn mà đi. Các bạn phải hiểu rõ được mình đấu tranh và đấu tranh như thế nào. Và khi đấu tranh tranh ở trên này, chúng ta phải đấu tranh, phải xác định được cái con đường mình đi và nhắm vào những cái điểm chính. Còn ba cái vấn đề cờ mờ lờ mờ hay là thằng giao thông này tung xe chết, mặc kệ nó, đừng có quan tâm. Tôi dẫn dụ ví dụ thôi, vụ Ford Mesa cũng vậy. Các bạn rất sôi động, sôi nổi ở trên Facebook bàn tán xôn xao, nhưng mà giải pháp không có một cái giải pháp nào hiệu quả. Rồi vô tình các bạn bị tụi nó dắt mũi các bạn đi mà các bạn không biết. Đó là sau thảm họa Formosa là nó xả lũ, mình không nói. Đó là tới Fidel Castro, nó kêu các bạn để tang, các bạn đưa nó lên thẳng. Rồi những cái tên dư luận viên trá hình, những cái tên đấu tranh hình, đưa cái câu nói phải để tang cho Fidel Castro như thế nào, vân vân vân. Rồi các bạn vô tình các bạn quên đi cái điểm chính, mới quay ngược lại phẫn nộ, rồi khiêu khích chiến khẩu chiến bàn phím ở trên Facebook. Thằng này ngu, thằng đầu óc bò, tại sao này nọ, nó là một cái thằng ở đâu đâu phải để tang này nọ. Đó là một cái chiêu bài người ta dùng để phân tán đi, phân tán đi cái sự đấu tranh của các bạn. Từ đây mà các bạn phải chuyển qua cái hướng khác, các bạn phải phân tán đi. Hoặc là có nó cho một cái thằng nó nói một câu đơn giản thôi, các ngươi có thể đào mồ ông bà cha ta, nhưng đừng có đụng tới các Mác Lênin, nên đừng đụng tới ông Hồ. Rồi các bạn đó, rồi nó đưa lên cái các bạn cứ vô đó, rồi cứ xeo về nhà này, xeo về nhà kia, nói tùm lum tùm la, khẩu khí nhau, chả được gì hết, không được gì. Các bạn đấu tranh, các bạn bạn phải biết được rằng mình đấu tranh là đấu tranh như thế nào, cái nào nên đấu tranh. Ở đây các bạn vui là cộng sản tức, mà các bạn tức là cộng sản vui, các bạn tức là cộng sản vui. Và câu nói này tôi để cho các bạn tự suy nghĩ lấy. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn về cái viễn cảnh thực tế một tí. Đó là cái thảm họa, gọi là cái chất độc cộng sản. Tôi dùng cái chất độc cộng sản, nó đã ăn vào máu, vào ý thức, vào cái não của thế hệ trẻ Việt Nam. Cái thảm họa này nó còn thảm họa gấp mấy lần Phọt Mây Sa, Bô Xích Tây Nguyên. Cái trăn trở của tôi, của riêng tôi và những anh em tôi không biết các bạn như thế nào, đó là trăn trở về ý thức trẻ của Việt Nam bây giờ. Người trẻ Việt Nam bây giờ, người ta, tôi dùng cái cụm từ vô tư, nó bình thường quá, quá vô tư về cái thực trạng của đất nước mình. Họ hầu như không có một cái sinh khí, sinh lực nào. Một cái khắc khoải nào nào cho non sông cả. Có khi nào bạn, có khi nào anh, có khi nào chị đặt một câu hỏi, làm thế nào ta đánh thức được ý thức
của người trẻ không? Các bạn đấu tranh mà các bạn quên mất một điều. Ý thức người trẻ bây giờ rất là quan trọng. Tôi giả sử, tôi lấy giả sử và đặt câu hỏi cho các bạn. Giả sử bây giờ các hội nhóm kết hợp lại với nhau và Việt Nam đa đảng vẫn còn giữ lại cộng sản, thì tôi hỏi các bạn, nếu đi bầu thì các bạn sẽ thắng hay cộng sản sẽ thắng? Tôi bảo đảm với các bạn rằng phe cộng sản sẽ thắng trong phiếu bầu và các bạn bên phe tự do dân chủ sẽ thua một cách trắng trợn. Vì cái ý thức trẻ của người Việt Nam chưa thức dậy, mặc kệ, và người ta không quan niệm tới ai là làm lớn, ai làm bé. Có nhiều người gặp tôi kêu ca rằng: Đăng ơi, sống ở chế độ Việt Nam này nó chán lắm, nhưng mà có làm gì được nó đâu. Thật sự không làm gì được, phải cắn răng mà chịu đựng thôi. Nói ra là nó bắt bớ, nó đánh đập. Nghe họ than phiền mà tôi đau đớn. Họ than phiền cũng có cái lý của họ. Tại vì thật sự ai mà nổi lên đấu tranh, ai mà có chút chút gì gọi là chống phá, gọi là cái Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cái từ chống phá nhà nước là nó chù, nó dập. Đơn giản như chị Trần Thị Nga mới bị bắt hôm qua cũng vậy. Họ than phiền, tôi rất cảm thông, nhưng đồng thời tôi lại trách móc ngược lại họ rằng thay vì ở ngồi đó ta than phiền, tại sao từ trong chính gia đình mình không nói cho con cái mình biết về sự thật, lịch sử như thế nào, Hồ Chí Minh như thế nào, hiện trạng đất nước bây giờ như thế nào. Ta cứ phó mặc nó cho đời, cho nhà trường, muốn dạy sao thì dạy, nhồi nhét sao thì nhồi nhét. Cái hệ tư tưởng của giới trẻ bị thụ động. Đến bây giờ mà sinh viên Việt Nam mà học trong trường, học một cách rất thụ động, thầy cô dạy gì nghe đó, không có quyền lên tiếng phản diện lại những cái gì thầy cô đã truyền dạy. Người trẻ bây giờ người ta đang ù lì, ù lì, ai làm gì mặc ai. Và người Việt Nam mình rất khôn lõi, thích ai dọn sẵn bàn cho mình ăn thôi, ăn xong xách đít đi về, mặc ai dọn thì dọn. Các bạn nhìn một cái bức tranh trước mắt nói về Formosa, cái một thảm họa môi trường nó gây nhức nhối trong tâm biết bao nhiêu con người. Vậy mà được bao nhiêu người xuống đường đi biểu tình, nói về tại Nghệ An, Thanh Hóa, đó là những cái điểm tang thương nặng nề, thì số đông tôi không nói, nhưng Sài Gòn, Hà Nội sao? Được bao nhiêu người xuống đường biểu tình vì môi trường? Anh cứ đi biểu tình, tôi nhậu tôi cứ nhậu, tôi chơi tôi cứ chơi, tôi chat set tôi cứ chat set. Vậy thì 10 năm, 20 năm nữa chúng ta có lật đổ được cộng sản hay không? Đó là câu hỏi tôi dành cho các bạn. Các bạn lên Face, lên mạng mà các bạn cứ tìm vào những cái trang sét đen,
vớ va vớ vẩn, chơi võ lâm truyền kỳ, cắm đầu vào những cái gọi là lạc thú nhân gian, mà không nghĩ gì tới thực trạng đất nước, không biết gì về chính trị. Thì tôi nghĩ Việt Nam mình 10 năm, 20 năm nữa cộng sản vẫn tồn tại. Ở đây anh chị em đã và đang đấu tranh dân chủ. Chúng ta có khi nào đặt một câu hỏi làm sao khơi dậy ý thức trẻ Việt Nam? Cho họ biết thế nào là tự do và khát khao tự do như thế nào. Tôi dẫn chứng đơn giản. Những người đi vượt biên, họ khát khao tự do, họ đi tìm tự do. Có người đã bỏ mạng, tôi không nói tới. Những người người ta đã đi tìm được cái con đường tự do, tới đất nước tự do, đó là những người biết quý tự do. Và họ luôn luôn hướng về Việt Nam. Khát khao rằng con cháu của mình ở Việt Nam và người dân Việt Nam mình sẽ được tự do. Còn những đứa trẻ được sinh ra trên đất Mỹ, một xứ sở tự do, họ cũng suy nghĩ bình thường. Tại vì họ thật sự họ khi họ sinh ra họ được hưởng tự do, vì đối với họ tự do quá bình thường. Cũng như ý thức trẻ của Việt Nam mình bây giờ, họ không quan niệm được tự do là gì. Không khát khao tự do thì lấy đâu họ đấu tranh cho tự do. Đó là cái chất độc mà cộng sản nhồi vào ý thức trẻ Việt Nam mình, từ lớp mẫu giáo cho tới lên tiểu học, trung học cơ sở cho tới cấp đại học. Và trong trường đã nhồi nhét các em những cái ý thức, đó là ý thức sống buông thả. Các bạn thấy bây giờ xã hội Việt Nam nhức nhối không? Biết bao nhiêu video clip lên trên mạng, nữ sinh đánh nhau lột quần lột áo, đại ca xâm chỗ mình này nọ, thanh trừng đàn em trong trường như thế nào thế nào. Đó là một cái thực trạng rõ nhất và nhức nhối nhất của xã hội hiện nay. Ở trong mỗi gia đình, chúng ta chỉ cần góp một tiếng nói thôi, một tiếng nói sự thật, đơn giản như sự thật về Hồ Chí Minh là ai, thực trạng đất nước của mình bây giờ ra sao, góp một tiếng nói, bày vẽ cho con cái mình như thế nào để nó nhận thức được thực trạng đất nước mình thế nào, tự do mình có hay không. Chỉ cần một mỗi một gia đình góp một chút nhỏ như vậy thôi, tôi bảo đảm rằng ý thức trẻ của Việt Nam mình sẽ mau thức tỉnh, không u mê trong chất độc của cộng sản nữa. Nhưng các bạn có làm được không? Các bà mẹ có làm được không? Nói về các bà mẹ, tôi xin đặt một câu hỏi với các anh chị em ở đây bây giờ. Câu hỏi như vậy: trong một gia đình, người chồng hay người vợ, nếu người chồng đứng ra chống cộng hoặc người vợ đứng ra chống cộng thì ai sẽ chống cộng thành công hơn ai? Theo sự suy nghĩ riêng của tôi, nếu mà trong một gia đình người chồng đứng ra chống cộng, xác suất thành công nó sẽ thua người vợ trong gia đình đứng ra chống cộng. Chúng ta còn nhớ thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng đâu có ít gia đình sợ con cái mình ra chiến trường chết, đút lót cho con cái khỏi đi lính. Nếu mà lỡ đút lót không được thì bà vợ ở gia đình chì chiết ông chồng, sao ông không làm mọi cách này nọ để con nó khỏi đi lính này nọ, chì chiết nhiếc mắt. Thì bây giờ cũng vậy, người phụ nữ trong gia đình là người quan trọng nhất. Nếu người phụ nữ chống cộng thì cả gia đình tôi bảo đảm từ chồng con đều chống cộng hết. Còn nếu một người chồng chống cộng
thì tôi e khó lắm, về thế nào cũng bị vợ con nó chì chiết. Ông ăn cơm nhà vắt tù hòa hằng tổng, cơm nhà không lo, lo chuyện bao đồng, lo tào lao, rồi các con chống cộng cũng vậy. Cấm vận tụi nó, mày không được dính líu vào ba cái chuyện vớ vẩn đó, chuyện xã hội để xã hội lo, lo mà ăn là học, lo mà đi làm mà kiếm tương lai này nọ gì, đất nước kể đất nước có người khác lo. Vậy thì đất nước bao giờ mới tìm thấy được ánh sáng của sự tự do, ánh sáng của dân chủ? Bởi vậy tôi muốn nhấn mạnh rằng chính các mẹ, các chị, các cô, các dì là một trong những hậu phương vững chắc nhất để thức tỉnh thế hệ trẻ ngày hôm nay, nói cho con mình biết thực trạng đất nước như thế nào, sự thật như thế nào, và vun vén, vun đắp cái động lực, niềm tin và khuyến khích cha mình, anh mình, chồng mình, con cái mình cùng đứng lên để mà đấu tranh một cách kiên cường, gan lì và anh dũng. Nếu không có sự hậu thuẫn của các mẹ, các dì, các chị, các cô thì tôi bảo đảm rằng cái sĩ khí lúc nào nó cũng nằm ở con số không hết. Tại vì sao? Các mẹ, các dì, các cô phải, sẽ chì chiết chính người chồng của mình, người con của mình, làm cho họ mất đi cái nhuệ khí khí của mình thì làm sao mà chống cộng? Các anh các chị cũng vậy, các anh các chị hãy lên đây đấu tranh cho dân chủ, có hội nhóm đàng hoàng. Các anh các chị cũng hô hào rằng dân là gốc. Vậy khi các anh các chị biết lấy dân mình làm gốc thì các anh các chị phải tập trung vào ta phải làm như thế nào để thức tỉnh giới trẻ, đó mới là cái cốt yếu cho cuộc đấu tranh. Giới trẻ cứ ù lì trong tư tưởng, thì chúng ta có giải thể được cộng sản hay không? Tôi hỏi các bạn thêm một câu nữa. Đó là các bạn đã xác định được con đường của các bạn đang đi như thế nào chưa? Có lập trường kiên định chưa? Và cái kế hoạch về lâu về dài của các bạn như thế nào? Kế hoạch về lâu về dài của các bạn như thế nào? Sẽ đấu tranh như thế nào? Đấu tranh ra sao? Đấu tranh ôn hòa hay đấu tranh bất bạo động? Vâng, sẵn đây tôi cũng sẽ nhắc lại một vài câu hỏi anh chị em đã hỏi tôi rằng. Có người khuyên tôi rằng nên đấu tranh một cách ôn hòa. Có người lại nói tôi rằng đấu tranh một cách bạo động. Vậy thì câu hỏi này tôi xin chuyển lại cho anh chị em đang theo dõi tôi ngày hôm nay. Chúng ta nên đấu tranh một cách ôn hòa hay đấu tranh một cách bạo động? Khi chúng ta đấu tranh một cách ôn hòa thì chúng ta sẽ có phần thắng là bao nhiêu? Khi đấu tranh bạo động thì phần thắng sẽ là bao nhiêu? Và đổ máu bao nhiêu người? Rồi.
Đó là tôi chưa nói tới cái vấn đề. Thí dụ như bạn xuống đường bạn đấu tranh một cách ôn hòa, nhưng cộng sản nó có để cho bạn ôn hòa hay không? Hay nó chụp một thằng nó quýnh cho te tua luôn, cái các bạn đứng đó chớ mắt nhìn. Rồi nói về đấu tranh bạo động cũng vậy. Bây giờ các bạn xuống đường các bạn cứ bạo động, chuẩn bị bom xăng cho thật nhiều vô, bả đâu ném đó, thì các bạn sẽ thu được lợi gì sau cuộc bạo động đó? Riêng tôi không thiên về cái ý nghĩ là đấu tranh bất bạo động hay đấu tranh bạo động, mà cái ý của riêng tôi là tùy theo trường hợp mà tôi sẽ ôn hòa hay bạo động. Đó là cái ý nghĩ riêng tôi, và tôi đã gửi câu hỏi tới các bạn. Không phải nhất thiết chúng ta sẽ đấu tranh ôn hòa, và không phải nhất thiết phải bạo động. Tùy vào thời gian, không gian, tùy vào sự việc nó xảy ra như thế nào, chúng ta nên ôn hòa hay nên bạo động. Ôn hòa trong cái khuôn khổ của ôn hòa, bạo động trong cái khuôn khổ của bạo động. Đó là câu hỏi các bạn hỏi tôi, thì bây giờ tôi hỏi ngược lại các bạn như vậy. Hôm nay tôi hỏi nhiều chứ tôi nói ít, tôi sẽ nói ít. Rồi cái trăn trở cái thứ hai của tôi, trăn trở thứ nhất nói về ý thức trẻ của Việt Nam ngày hôm nay. Và trăn trở về những người mẹ, người cô, người chị trong mỗi gia đình có dám nói lên sự thật hay không, có ủng hộ cha chồng mình, con cái mình đấu tranh cho dân chủ hay không. Và cái trăn trở thứ hai, các bạn đấu tranh nhưng các bạn đã thực sự đoàn kết với nhau chưa? Câu hỏi này tôi dành riêng cho mọi người chúng ta. Tự hỏi lấy lòng mình có thật sự đoàn kết lại với nhau chưa? Những người đấu tranh thầm lặng và những người đấu tranh bạo động, hễ ai chống cộng tôi đều ủng hộ hết. Tôi đều ủng hộ hết. Tùy theo cách thức của mỗi người đấu tranh như thế nào tôi ủng hộ hết. Nhưng các bạn đã đoàn kết lại với nhau chưa? Hay là khi người này lên nói cái này, người kia lên nói cái kia, cái các bạn nhảy vô, các bạn đấu đá lẫn nhau ở trong đó y xèo hết. Các đảng phái lớn chính trị như đảng, một cái đảng Việt Tân cũng vậy, một đảng rất là lớn. Tôi đặt một câu hỏi cho các bạn, tại sao một đảng lớn như Việt Tân mà số người theo không được bao nhiêu? Đã biết bao nhiêu năm trôi qua rồi đã làm được gì? Chưa làm được gì cho đất nước hết. Mà thiệt hại về nhân lực, tài lực rất là nhiều. Vậy nguyên nhân nó ở đâu? Đó là chưa đồng lòng đoàn kết lại với nhau, và các bạn chưa khai thác được, chưa vực dậy được cái ý thức của người trẻ Việt Nam, thì làm sao làm được việc lớn? Còn nói về anh thủ tướng, ông thủ tướng Đào Minh Quân của cái chính phủ gọi là chính phủ Việt Nam lâm thời quốc gia cũng vậy. Các bạn kêu rằng ký tên đạp mặt như thế nào, hô hào, đó là những cái chuyện bên lề.
Chưa gì đã đăng lên hậu cộng sản, các bạn những ai không ký tên đạp mặt sẽ không được về nước này nọ vân vân và vân vân. Rồi những hội nhóm với nhau, chúng ta thật sự đã đi vào lòng dân chưa? Chưa. Tôi xin ở đây tôi xin nói rõ cho anh chị em hiểu về vấn đề này. Dẹp bỏ được chế độ cộng sản hay không? Có vực dậy được ý thức người trẻ hay không? Đó chính là những anh chị em ở trong nước Việt Nam. Đừng trông chờ gì những anh em ở ngoài hải ngoại. Đừng ngồi đó rằng chờ những người hải ngoại người ta về giúp chúng ta giải phóng chúng ta đâu. Đừng chờ phí công vô ích. Tại vì những người hải ngoại, cái lớp già thế hệ trước người ta đã già rồi, người ta còn đấu tranh được ngày nào hay ngày đó, rồi người ta cũng sẽ đến lúc người ta ngưng đấu tranh. Còn lớp trẻ ở ngoài hải ngoại, tôi hỏi các bạn, được mấy ai đang và nhìn về quê hương Việt Nam? Hải ngoại cũng không khác gì ở trong nước. Cái tỷ lệ con số mà những người đấu tranh rất rất là ít ỏi. Trong những con số ít ỏi đó, nó lại chia ra thành nhiều nhóm nhóm nhỏ khác nhau. Nhiều nhiều nhóm nhỏ khác nhau. Vậy thì nhiều nhóm nhỏ này mà không hợp lại với nhau thì làm được gì? Cũng như câu chuyện bó đũa. Một bó đũa chúng ta không có thể nào bẻ được. Nhưng từng bó chúng ta sẽ bị cộng sản đã bẻ gãy như chơi. Người hải ngoại người ta chỉ giúp mình ở trong cái khả năng của người ta mà thôi. Giúp mình được cái gì thì giúp. Chính người dân mình. Người trẻ là nòng cốt. Tôi hỏi các bạn, hẳn ở đây anh chị em đều vấp phải một cái trường hợp này. Cái trường hợp này là khi các bạn chia sẻ hay các bạn nói với những người thân bạn bè của mình về chế độ cộng sản này như thế nào. Các bạn kêu gọi như thế nào? Đều ít nhất một lần các bạn nhận được cái biểu môi. Cái biểu môi và ánh mắt khinh khi các bạn là ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng, việc mình lo chưa xong đi lo việc thiên hạ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta đánh thức được cái ý thức của người trẻ đã ngủ quên trong suốt bốn mươi mấy năm trời, trải qua bao thế hệ. Đó là chúng ta từ bây giờ, chúng ta phải biết gieo cái hạt giống tự do. Trong hạt giống tự do đó phải có sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đừng miệt thị người khác khi họ làm sai. Đừng khinh khi kẻ nghèo khó hơn mình. Facebook là một cái mạng truyền thông. Nó vừa có lợi cho ta mà nó vừa có lợi cho cộng sản. Chúng ta phải làm cách nào để Facebook nó mới thật sự là hữu ích với chúng ta, những người đang và đã đấu tranh vì dân chủ. Các bạn đừng đi quá những cái vấn đề bên lề như là cờ mờ lờ mờ, các mác để tang hay vân vân vân, mà phải tập trung vào những điểm chính
Đã làm thế nào vực dậy được cái ý thức của người trẻ ngày hôm nay? Đấu tranh là phải nhắm vào những cái gì ta nên đấu tranh, giống như Formosa chẳng hạn, đừng quên lãng nó. Tôi thấy các bạn hình như bây giờ đang quên lãng và cố tình quên lãng nó, hay là vô hình dung bị cộng sản nó xỏ mũi, nó dắt các bạn đi bằng những cái chiêu trò của nó, như đại khái rằng là rút máu chẳng hạn. Rồi, tôi xin hỏi các bạn lại một câu. Một đất nước và một hòn đảo, hai cái đều mất, các bạn lấy cái nào trước? Các bạn nên lấy nước trước hay nên lấy đảo trước? Các bạn nên lấy đất nước mình trước, đảo dù gì cũng thuộc về mình, thì khi mình lấy lại được đất nước rồi thì những cái hòn đảo đó mình lấy lại vô tư. Tập trung vào đất nước trước, tập trung vào đất nước mình trước. Đất nước mình chưa có lấy lại được thì nói về các Trường Sa Hoàng Sa, tôi thấy đó là một cái mơ mộng viển vông, nó viển vông lắm, nó thật sự rất viển vông. Chúng ta đánh rắn là chúng ta phải đánh cái đầu, đừng đánh vào những cọng lông của Tề Thiên. Tề Thiên hay lắm, khi mà gặp nguy khó nó ứng biến rất nhiều chiêu trò. Ra biết bao nhiêu anh Tề Thiên, ra biết bao nhiêu nhân vật khác nhau để lừa gạt và dắt chúng ta đi bằng mọi cách. Và khi các bạn lên Facebook này, tôi muốn các bạn rằng các bạn phải xác định được các bạn đang đấu tranh và đường hướng đấu tranh như thế nào. Các bạn đấu tranh im lặng hay đấu tranh bạo động? Rồi, các anh chị, các hội nhóm cũng vậy. Tại sao chúng ta không bắt tay lại với nhau? Không bắt tay lại với nhau để đoàn kết lại với nhau. Lý do gì? Tôi xin đặt câu hỏi, lý do gì mà các bạn chưa bắt tay lại với nhau? Chưa đoàn kết lại với nhau? Mà các bạn đang chiến đấu một cách rời rạc với nhau. Các bạn có biết, có nhắm được rằng mình sẽ làm được nên tất cả hay không? Tôi xin thưa không. Tôi hỏi các bạn, biết đến khi nào các bạn mới thật sự bắt tay nhau cùng đoàn kết lại đi trên cái con đường gian khó này? Anh dắt tay tôi dắt tay anh, mình dìu nhau đi bước qua những cái con đường chông gai. Cùng nhau ngồi lại với nhau, vạch ra những chiến lược về lâu về dài. Mà chiến lược về lâu về dài nó đơn giản lắm, là làm sao ta thức tỉnh được ý thức của người trẻ ngày hôm nay. Khi chúng ta thức tỉnh được ý thức của người trẻ ngày hôm nay thì tôi bảo đảm rằng chính những người trẻ đó sẽ xông pha đứng lên, không cần chúng ta phải kêu gọi hô hào đâu, người ta sẽ tình nguyện đứng lên vì non sông tổ quốc, chứ người ta không không còn ù lì trong cuộc sống hàng ngày của ta. Ai làm gì mặc ai, miệng tôi,
tôi thích tôi đi làm, tôi thích thì tôi ăn, tôi nhậu. Và chính những người mẹ, người cô trong gia đình cũng vậy. Đừng than phiền về cuộc sống nữa. Đừng than phiền về cuộc sống. Người phụ nữ Việt Nam của chúng ta công dung ngôn hạnh, công dung ngôn hạnh, và có một đức tính là đức tính là kiên cường. Trong lịch sử đã nói rất nhiều về bà Chưng, bà Chiểu, Chân Nhĩ, Chân Cắt là những nữ anh hùng trong lịch sử. Cộng sản có câu nói: giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. À, xin lỗi, cái câu nói này tôi không có, hiện tại giờ tôi không có xác định được cộng sản nói hay cộng hòa nói. Tôi xin lỗi nếu tôi nói sai thì anh chị em bỏ qua. Có câu nói giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Nhưng riêng tôi, các cô, các chị, các dì, chính là cái nòng cốt và nền tảng, là một viên gạch lót đường cho chồng, cho cha, cho anh, cho con mình dấn thân trên con đường gọi là đi tìm tự do và dân chủ. Các mẹ không phải cần ra chiến trường chiến đấu, không cần phải hô hào ta đây chống cộng, các mẹ cứ thầm lặng. Nhưng sự thầm lặng của các mẹ đó là niềm động lực, sự khuyến khích cho cha, cho chồng mình, cho anh, cho em mình. Sự im lặng của các mẹ nó đồng nghĩa rằng các mẹ đang cổ vũ cho con cái mình, cha chồng mình. Các mẹ đừng chì chiết những người chồng, những người con đang đấu tranh cho dân chủ. Và nhất là đừng phó mặc cho con cái mình, cho xã hội dạy bảo nó, nhà trường dạy bảo nó. Phải cho con cái mình biết cái đơn giản nhất là sự thật về Hồ Chí Minh như thế nào. Thực trạng đất nước mình ra sao. Cái đó là cái trăn trở trong tôi. Còn tôi không biết các bạn có trăn trở về vấn đề này hay không, thì tôi hoàn toàn thua. Tôi thua. À, cộng sản không nói câu đó. Cộng sản nói là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Sorry anh chị em. Vậy thì cái trước mắt bây giờ, cái khao khát của riêng tôi cũng như anh chị em, đó là ý thức của người trẻ. Ta làm sao, làm bằng cách nào? Cái đó là mỗi người chúng ta tự tìm cách. Chứ tôi cũng không có cách nào để mà nói ở đây. Vì ở đây, ở trên này rất nhiều người có trí thức, rất nhiều người học cao, biết rộng. Cái câu hỏi này và cái cách này là để mỗi người chúng ta tự tìm ra nó. Tự tìm ra nó, tự thức tỉnh mình, thức tỉnh những người anh em của mình, thức tỉnh trước những người trong gia đình mình trước đi. Khi đó mình mới thức tỉnh được người khác. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi đang đấu tranh một mình. Ba mẹ tôi điện thoại la tôi biết. Sao con không an phận thủ thường mà con làm đi. Lo cuộc sống hàng ngày, con đấu tranh làm gì? Con lên đó con nói làm cái gì? Việc xã hội có việc xã hội lo. Việc đất nước có việc đất nước lo. Không có tới phiên con đâu mà con nói. Tôi không trách cha mẹ mình, nhưng tôi cảm thấy tôi thương. Tôi càng thương. Nhưng mà trong cái thương này tôi có một cái khắc khoải. Tại sao? Dù gì cha mẹ tôi cũng sống qua hai chế độ.
người ta biết được cái cực khổ mà cộng sản, cái gian ác của cộng sản nó như thế nào. Họ thương con cái họ, họ không muốn con cái họ dấn thân vào. Nhưng tôi lại buồn, buồn một điều rằng nếu ba mẹ cứ suy nghĩ như vậy, rồi những gia đình khác suy nghĩ như vậy, thì lấy ai đứng lên đấu tranh cho dân chủ? Không ai đấu tranh cho dân chủ hết. Ngày hôm nay tôi lên đây, đó là chỉ một vấn đề, chính là cái chất độc cộng sản nó đã ngấm sâu vào máu của ý thức trẻ của Việt Nam. Bây giờ ta phải làm thế nào để đánh thức được cái ý thức của giới trẻ? Và câu hỏi này tôi xin gửi lại cho anh chị em, cô dì chú bác, tôi xin gửi lại để mỗi người chúng ta có một câu trả lời riêng. Trước khi kết thúc, tôi xin gửi đến anh chị em và các bạn một bài thơ của anh Lê Danh Dương, một người bạn của tôi, gửi đến các anh chị em đã và đang đấu tranh dân chủ. Một bài thơ được vịnh cây thông của Nguyễn Công Trứ. Tôi xin phép được đọc. Nguyễn Công Trứ có viết rằng: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Thì anh bạn của tôi Lê Danh Dương đã mượn hai câu của Nguyễn Công Trứ vịnh lại một bài thơ gửi đến anh chị em đã và đang đấu tranh dân chủ. Xin gửi tâm tình của người bạn của tôi đến anh chị em như sau: vì sao chẳng muốn làm người, sống ngay chẳng sợ ai cười khi khinh, như thông chẳng cuốn gặp mình, hiên ngang đứng thẳng chẳng nghiêng kiên cường. Dù cho giông tố tứ phương, cây thông ngay thẳng, đừng đừng có đường đường công minh, thông reo chẳng có lặng thinh, cho đời xanh mát vươn mình lên cao. Cây thông rất đáng tự hào, phong ba bão táp chẳng nao núng gì, như người quân tử kiên trì, anh hùng dũng cảm gan lì đấu tranh, thanh liêm trong sạch hiền lành, yêu thương đoàn kết rạng danh giống nòi, can trường nhẫn nhục gương soi, để lại con cháu học noi ông bà, thương yêu nòi giống quốc gia, không làm xấu hổ mẹ cha của mình, hòa mình chung sống chân tình, đơn sơ mộc mạc quang vinh chẳng cần, sống đời bình dị bình dân, nhân tâm lương thiện đức nhân rất giàu, hiệp lực gắn bó cùng nhau, chung chinh ái quốc trước sau một lòng. Lê Danh Dương thân tặng tới tất cả anh chị em đã và đang đấu tranh cho dân chủ tự do. Vâng, anh chị em, qua bài thơ này anh Lê Văn Dương muốn nhắn nhủ với anh chị em, gửi gắm tới anh chị em một niềm khát khao của anh ấy rằng là anh chị em phải yêu thương đoàn kết lại với nhau, yêu thương giống nòi của mình và yêu thương quốc gia của mình, đấu tranh một cách kiên cường và gan lì. Làm như thế nào để không xấu hổ mẹ cha của mình? Đấu tranh trong sự yêu thương hiệp nhất, sống một cuộc sống đơn sơ và bình dị. Ta làm được gì cho đời ta cứ làm được gì cho người ta cứ làm. Không nhất thiết anh phải nhà cao cửa rộng, không nhất thiết anh phải có xe hơi, anh có kinh tế anh mới đấu tranh. Ai cũng đấu tranh được hết. Các bạn có mỗi cách đấu tranh khác nhau, nhưng riêng tôi, ai đấu tranh tôi đều ủng hộ hết. Vâng, thưa anh chị em, hôm nay cũng 25 Tết rồi, cũng rất cảm ơn anh chị em đã dành thời gian
nghe những cái khắc khoải của Đăng và những câu hỏi của Đăng gửi gắm cho anh chị em. 25 Tết, bộn bề những công việc cuối năm, những mưu sinh của cuộc sống, có người đang quây quần bên gia đình để chuẩn bị đón Tết, có người đang phải quần quật với công ăn việc làm, chưa có thời gian để đi sắm Tết hay là chuẩn bị nhà cửa cho mình. Thì nhân dịp ngày hôm nay, Đăng cũng xin mến chúc tất cả ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nước cũng như hải ngoại hưởng một cái Tết trong ấm cúng gia đình, sức khỏe, và Đăng cũng cầu chúc cho mọi người của chúng ta đã và đang đấu tranh dân chủ được mạnh giỏi trên cái con đường mình đã chọn, đã đi. Các bạn ơi, kiên cường lên, gan lì lên, đừng sợ, đừng sợ. Các bạn là những người con ưu tú của Tổ quốc. Không ai có thể quật ngã được các bạn ngoài chính các bạn quật ngã mình mà thôi. Vâng, thân ái chào anh chị em và các bạn. Xin lỗi là mình không có thể trả lời những câu hỏi mà các bạn đang viết ở trên này. Có gì mình sẽ trả lời sau khi video này kết thúc. Chào mọi người.